Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground lịch sử thế giới. Tình báo từ trước tới nay luôn là những con bài tẩy để có thể làm thay đổi bộ mặt của cả một cuộc chiến. Nếu các bạn đã từng quá quen thuộc với những tổ chức tình báo như CIA hay MI6, thì hôm nay Battleground sẽ đem tới cho các bạn một đối thủ xứng tầm với những tổ chức này, đó là KGB. Nếu ta coi KGB là một đội bóng, thì họ giống như Manchester United mùa giải 2020-2021. Họ đè bẹp mọi đối thủ trên sân khách và trở thành một nỗi khiếp sợ tại sân nhà của đối phương. Thế nhưng, tại sân nhà của chính họ thì mọi thứ dần trở nên khác biệt với sự xuất hiện của Harry Maguire. Ôi giời ơi! Lý do tại sao tôi nói thế thì em xem video để biết nhé. Tổng quan về KGB. Đầu tiên, chúng ta sẽ check qua sơ yếu lý lịch của tổ chức này. KGB hay Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô là đứa con tinh thần của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sergei Nikiforovich Krylov. Ủy ban này chính thức được Liên Xô ký giấy khai sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Đại tá Ivan Alexandrovich Serov được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban. Các chức năng chính của KGB là tình báo nước ngoài, phản gián, hoạt động tìm kiếm, bảo vệ biên giới nhà nước Liên Xô, bảo vệ các lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô và chính phủ Liên Xô, tổ chức và duy trì thông tin liên lạc của chính phủ, cũng như chống lại chủ nghĩa dân tộc, bất đồng chính kiến, tội phạm và các hoạt động chống Liên Xô. Ngoài ra, nhiệm vụ của KGB còn là cung cấp cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và các cơ quan quản lý quyền lực nhà nước cao nhất của Liên Xô về những thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng đất nước, tình hình kinh tế xã hội của Liên Xô, các vấn đề về chính sách đối ngoại và hoạt động kinh tế đối ngoại nhà nước và Đảng Cộng sản Liên Xô. Hay hiểu một cách đơn giản là check map cho chính phủ, xem ở đâu có mối đe dọa và khử ngay lập tức khi có lệnh. Nhìn tổng quát thì phạm vi thế lực hoạt động của KGB tương tự như CIA. Công việc chống tình báo, gián điệp của KGB là đối chọi lại CIA và FBI. Nếu CIA thích được nổi tiếng qua các bộ phim với hình ảnh điệp viên điển trai cầm súng cân cả tổ chức, thì KGB lại ngược lại. Họ như những ninja thoát ẩn thoát hiện. Thực tế, trước khi Liên Xô sụp đổ, thì KGB luôn là một dấu hỏi lớn đối với các cơ quan tình báo của phương Tây. Tất cả những gì họ biết về KGB đều khá mù mờ, mọi việc chỉ được sáng tỏ khi Liên Xô sụp đổ. Một cựu điệp viên của tổ chức có tên Vasily Mitrokhin đào tẩu sang Anh vào năm 1992 và đem theo một tập tài liệu Full HD không che về những hoạt động của KGB tại châu Âu. Lúc này thì thế giới mới có những hiểu biết đầu tiên về tổ chức này. Có thể nói rằng nếu không có pha cay cú bóp tim của Mitrokhin thì rất có thể những tổ chức hậu duệ của KGB như FSK hay FSB vẫn có thể dùng những điệp viên cũ cho tới ngày hôm nay. Vì vụ này sẽ được nói rõ ở phần sau của video. Chỉ nhìn vào những chức năng của KGB có thể thấy áp lực đè lên vai của những điệp viên không khác nào áp lực 20 năm làm fan của MU hoặc là fan của Arsenal. Cho nên, để chọn được người làm việc cho tổ chức và huấn luyện họ thành điệp viên cũng là điều không hề đơn giản. Ví dụ điển hình nhất, anh em cứ nhìn Tổng thống Nga Vladimir Putin bây giờ thì biết. Khi mà dù tuổi đã cao, ông ta vẫn là cao thủ của 4 môn võ nguy hiểm nhất thế giới, vẫn lái xe tăng, lái máy bay ầm ầm, bắn súng, thì cũng là chuyện nhỏ. Vậy thì KGB tuyển người theo kiểu gì? Trái với lầm tưởng của chúng ta về những điệp viên hào nhoáng, đều chọn lựa kỹ càng từ những thành viên ưu tú nhất trong quân đội. Cách tuyển người của KGB rất linh hoạt. Không chỉ những người trong quân đội mới được tham gia, KGB thường đích thân cử người đi thăm dò khắp mọi nơi để tìm kiếm các nhân vật tiềm năng để có thể làm tình báo. Thường thì bộ phận tuyển dụng của KGB sẽ tích cực lọc các ứng viên tiềm năng ở nhiều nơi, không nhất thiết liên quan tới an ninh như trường học, quân đội, nhà máy, v.v. Cán bộ tuyển dụng của KGB thường quan sát và đánh giá các ứng viên ngay tại nơi làm việc của họ. Các nhân viên KGB tương lai thường không hay biết họ đã được đánh giá để tuyển chọn và làm tại KGB. Ngoài ra, các trường đại học trên thế giới cũng là nguồn cung cấp điệp viên phong phú cho KGB. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, KGB quang dựa vào một mạng lưới rộng lớn các chỉ điểm. Cả công dân Liên Xô lẫn công dân nước ngoài được thuyết phục, thậm chí là dẫn dụ làm việc cho KGB. Các sĩ quan KGB hoạt động ở nước ngoài, đặc biệt là phương Tây, thường nhắm tới các đối tượng như những người đã đạt được danh tiếng nhất định hoặc những người có tiềm năng đạt được điều đó trong tương lai, lôi kéo họ về làm cho mình. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc là ai họ cũng tuyển. Đối với điệp viên thì KGB tuyển dụng hầu như không có sự phân biệt nào. Nhưng đối với đội ngũ cán bộ cơ hữu thì KGB sẽ sẵn sàng sàng lọc bằng những quy định ngặt nghèo. Chẳng hạn, nếu có scandal hoặc một khiếm khuyết cơ thể nào đó, ứng viên sẽ mãi mãi không được tuyển vào ngành tình báo. Trái với các bộ phim về tình báo, khi chúng ta được thấy các điệp viên điển trai luôn nổi bật giữa đám đông, thì ngoài đời KGB lại ưa thích những người có ngoại hình bình thường, không có quá nhiều điểm nổi bật. Để dễ hình dung,
nếu anh em đi học ở Liên Xô, trong một lớp mà thấy có một số ông lầm lì ít nói, thành tích thể thao, học tập thì đều bình thường, thì rất có thể đó là một điệp viên của KGB đấy. Thế nhưng trong KGB thì cũng có một số quy tắc, luật bất thành văn, đó là hạn chế tuyển các dân tộc như Do Thái, Tatar, Krum, Karachai, vì KGB thì luôn ngầm hiểu những người này sẽ không đáng tin cậy. Vậy là trong suốt những năm tháng hoạt động, kể từ khi ra đời cho tới khi nhường chỗ cho FSB, thì KGB làm được những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần sau của video nhé. Những phi vụ của KGB. Gọi KGB là Manchester United vì họ đều có chung một ước mơ, đó là nhuộm đỏ trời Âu. Không những vậy, KGB còn có tham vọng lớn hơn, đó là nhuộm đỏ thế giới. Nhưng thay vì mùa giải sau sẽ là mùa giải của chúng ta, hay cúp cho lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất, thì KGB này là MU dưới vương trưởng của Sir Alex khi họ đã thành công vang dội trong việc nhuộm đỏ các tổ chức tình báo của đối phương. Các đội viên của KGB lúc đó gần như phủ sóng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, các anh Ivan còn nhuộm đỏ luôn cả vũ trụ. Bằng chứng là vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh Sputnik 1 lên vũ trụ lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1957. Trái với lời giới thiệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu và khai phá vũ trụ, thì mục đích ban đầu của việc phóng vệ tinh là do tháo lãnh thổ đối phương, cụ thể là Hoa Kỳ. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì đó là hack map. Đứng trước sự lấn lướt và mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Liên Xô, Hoa Kỳ cũng đáp trả khi 3 năm sau họ tung ra con Corona. Thế nhưng không phải con virus gây bệnh, mà đây là một dự án vệ tinh do thám bí mật được Hoa Kỳ phát triển để do thám lãnh thổ khổng lồ của Liên Xô. Trong thời gian chiến tranh lạnh, KGB làm việc hiệu quả tới mức mỗi khi Hoa Kỳ hay phương Tây có ý định ship gián điệp vào Liên Xô thì sẽ được KGB đóng gói trả lại hàng ngay lập tức. Bằng nguồn lực dồi dào và đội hình chất lượng, họ gần như có thể đánh hơi được tin tức ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn hỏi tại sao họ làm được điều này ư? Vì KGB khi đó gần như phủ sóng ở khắp mọi cơ quan tình báo khét tiếng như CIA, FBI, MI5, MI6, Mossad, v.v. Hiểu một cách đơn giản là ở các tổ chức tình báo của phương Tây, cứ 10 ông thì lại có 3 ông là người của KGB, một ông thì là điệp viên hai mang. Thế nhưng, như đã nói ở trên, thì KGB như Manchester United, nếu hung thần của MU là Harry Maguire, thì hung thần của KGB chính là Vasily Mitrokhin. Vasily vốn là một tình báo chuyên về phản gián của KGB trong những năm 1960. Thế nhưng do năng lực làm việc quá kém, nên ông ta bị điều chuyển về làm việc tại phòng lưu trữ KGB từ năm 1972, cho tới khi tổ chức này giải thể. Nhờ làm việc tại đây, thế nên mọi điệp viên, tài liệu, phi vụ của KGB, ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Không biết có phải do cay cú khi bị ngồi trên băng ghế dự bị quá lâu hay không, mà khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 12 năm 1991, KGB cũng giải thể và đổi tên thành FSK. Mọi thứ đã có thể diễn ra như trong chiến tranh lạnh nếu Vasily không đào tẩu sang Anh năm 1992. Ông ta đã cung cấp toàn bộ những điệp viên của KGB đang làm việc ở khắp mọi nơi tại châu Âu. Vụ này không khác nào tiếng chớp giữa trời quang đối với những điệp viên KGB. Lập tức, các cơ quan tình báo khắp thế giới có người của KGB đã phải lọc máu cực mạnh. Về phần những điệp viên bị bại lộ, tương lai của họ tối không khác nào cơ đồ của chị dậu. Rất nhiều người đã bị bắt, ám sát hay thanh trừng. Chỉ có rất ít điệp viên còn sống sót có thể quay trở về Nga. Còn lại thì vẫn quay về Nga, thế nhưng mà vào mùng 1 và ngày rằm. Nhưng cũng chính vì pha bóp tim của Vasily nên chúng ta đã biết được rất nhiều về những điệp viên và phi vụ nổi tiếng của KGB. Nhờ thế nên hôm nay mới có video này. Trong số những điệp viên nổi tiếng nhất của KGB, phải kể tới một nữ điệp viên xinh đẹp người Anh có mật danh là Hola, tên thật là Melita Northwood. Nếu kỹ năng hai ngón người ta gọi là nhảy đồ, thì bà Melita này đang tới đỉnh cao của hai ngón. Vượt qua ninja sao chép Kakashi và không cần đến Sharingan, bà chỉ cần dùng ngón tay thi triển kỹ năng Ctrl-C và Ctrl-V để đánh cắp công thức chế tạo bom hạt nhân về cho Liên Xô. Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ khi đó là quốc gia duy nhất có bom nguyên tử. Điều này khiến cho lãnh đạo của Liên Xô như ngồi trên đống lửa. Dù phía Liên Xô cũng đã bắt đầu nghiên cứu bom nguyên tử ngay sau Thế chiến thứ hai, nhưng để đuổi kịp Hoa Kỳ lúc đó là điều không thể. Phía Hoa Kỳ thì cũng rất tự tin và cho rằng ít nhất vào tới năm 1949 Liên Xô mới chế được máy ly tâm và tới năm 1955 thì mới chế được bom nguyên tử. Thế nhưng đèn đủ cho Mỹ, lúc này họ đã chuyển giao kỹ thuật cho người anh em thân thiết là nước Anh. Melita đã lợi dụng chức vụ của mình trong Hiệp hội Nghiên cứu Kim loại màu của Anh. Và đây là một trong những cơ quan chính tham gia vào dự án Thuốc Alloys, nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử của Anh.
bà đã chuyển giao toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Mỹ và thành tựu nghiên cứu của Anh cho Liên Xô một cách thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Điều này đã khiến cho Liên Xô nhanh chóng cân bằng được lợi thế hạt nhân chiến lược với Mỹ và khiến cho Mỹ cũng như phương Tây lạnh sống lưng khi tới năm 1949 họ đã thử thành công bom nguyên tử. Cũng cần phải nói thêm, dù được Hoa Kỳ giúp đỡ nhưng phải tới năm 1952 thì nước Anh mới chế tạo thành công bom nguyên tử. Trong những năm sau đó, bà vẫn chuyển tài liệu từ Anh về Liên Xô một cách bí mật, cho tận năm 1971 thì dừng. Không phải là bị bắt, mà do bà đã về hưu và không thể làm việc được nữa. Cuộc đời của nữ điệp viên huyền thoại đã có thể trôi qua một cách bình yên và an hưởng tuổi già nếu như không có phi vụ của Michokin vào năm 1992. Mặc dù phi vụ của Michokin diễn ra vào năm 1992, thế nhưng nhờ đã tạo được vỏ bọc tốt từ trước, phải tới năm 1998 thì Mileta mới chính thức bị sửa gáy. Nhưng do tuổi đã cao và sức đã yếu nên chính quyền Anh cũng đã không làm gì bà. Bỏ qua quý cô Hola, chúng ta sẽ đến với một nhóm huyền thoại của huyền thoại làm việc cho KGB, đó là Cambridge Spying. Đây là nhóm những thiên tài thuộc những gia đình quyền lực nhất của nước Anh, là điệp viên của KGB. Ở đại học Cambridge, tình báo Liên Xô đã thuyết phục thành công nhóm 5 người là Anthony Blunt, Kim Philby, Guy Burgess, Donald McLean và John Kinross trở thành điệp viên của họ. Những con người này đã leo cao vào ngũ cao nhất của chính quyền Anh để đưa những thông tin tối mật về cho Liên Xô và trở thành những con át chủ bài của KGB. Con át thứ nhất, Donald McLean, làm việc cho Bộ Ngoại giao Anh ngay sau khi tốt nghiệp Cambridge. Năm 1950, ông thậm chí đã lên chức vụ trưởng châu Mỹ của Bộ Ngoại giao Anh. Ông chuyên cung cấp cho Moscow về trao đổi thông tin giữa Anh và Mỹ. Đến năm 1951, McLean được bổ nhiệm làm đại diện phía Anh trong Hội đồng Anh-Mỹ-Canada để chia sẻ các thông tin bí mật hạt nhân. McLean chuyển cho Liên Xô nhiều thông tin tuyệt mật về vũ khí hạt nhân, nhất là về đánh giá kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, năng lực sản xuất và nguồn cung cấp nguyên liệu hạt nhân. Năng lực hạt nhân của Mỹ và Anh đã bị Liên Xô nắm trong lòng bàn tay từ thời điểm đó. Cùng lúc này, quân át số 2 Guy Burgess cũng được tung vào. Ông thâm nhập vào hàng ngũ của BBC và cơ quan tình báo Anh MI5. Khi làm việc cho MI5, Burgess đã tuồn cho Liên Xô tài liệu quan trọng về việc phát triển vũ khí hạt nhân của phương Tây. Một tài liệu quan trọng khác mà Burgess đánh cắp và chuyển cho Liên Xô là các ý tưởng thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Năm 1950, Burgess làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Washington DC, Mỹ. Năm 1951, khi Mỹ phát hiện dấu vết tình báo của Liên Xô tại cơ quan này, thì thành viên thứ 3 Kim Philby đã cảnh báo cho Burgess và McLean. Đến năm 1956, hai người được công khai là đã trốn sang Moscow an toàn. Kim Philby được coi là người chuyển nhiều thông tin mật cho Liên Xô nhất trong nhóm này. Philby có thời gian làm cho báo London Times và từng là phóng viên chiến trường. Khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, Philby đã trở về Anh, gia nhập cơ quan tình báo Anh và nhanh chóng được thăng chức. Đến năm 1944-1946, Philby giữ cương vị là trưởng phòng phụ trách phản gián chống Liên Xô trong cơ quan tình báo Anh. Philby tiếp cận với nhiều tài liệu tối mật như kế hoạch quân sự trong Thế chiến 2. Yep, cơ quan phản gián, thế nhưng lại để cho gián điệp của KGB leo cao trong bộ máy. Hoặc là Kim Philby quá giỏi, hoặc là tình báo Anh làm việc quá tệ. Đến năm 1949, Philby được bổ nhiệm làm đại diện đối tác của Anh tại Washington DC trong hợp tác tình báo Anh-Mỹ. Trong 3 năm ở vị trí này, Philby được tiếp cận với vô số tài liệu của CIA và FBI. Philby cũng trực tiếp tham gia các kế hoạch Verizon Project của Mỹ nhằm phá mật mã liên lạc của Liên Xô. Philby đã báo cáo cho Moscow những gì Mỹ nắm được về mạng lưới tình báo của Liên Xô. Năm 1962, vỏ bọc của Philby bắt đầu bị lộ và đến năm 1963, ông chạy trốn sang Liên Xô. Con át thứ tư, Anthony Blunt, tuy không phải là điệp viên tích cực nhất trong nhóm này về mặt tuồn bí mật, thế nhưng lại là người nỗ lực giúp tình báo Liên Xô tiếp cận và tuyển mộ điệp viên ở Cambridge. Blunt đã cung cấp cho Liên Xô tên của các đối tượng tiềm năng nhất. Trong khoảng thời gian hoạt động hơn 20 năm, ông như một anh hùng thầm lặng đã tuyển mộ và đào tạo thêm rất nhiều người Anh làm việc cho KGB. Ông cũng là thành viên duy nhất còn ở lại nước Anh sau khi bị lộ thân phận. Và thành viên được xem là cuối cùng của Cambridge là John Kinross. Ông được tin là thành viên thứ 5 của nhóm Cambridge. Kinross từng làm việc tại Bletchley Park, trung tâm giải mật mã của Anh và MI6. Trong thời gian ở Bletchley Park, Kinross được cho đã chuyển tài liệu mật sang Liên Xô qua các kênh bí mật. Với cảnh báo của Kinross, Liên Xô đã thay đổi tất cả các mật mã dùng trong ngoại giao, quân sự và tình báo trước khi Thế chiến 2 kết thúc. Kinross cũng được cho
là người tiết lộ thông tin về các chương trình vũ khí hạt nhân của Anh và Mỹ. Các nhà phân tích đánh giá Liên Xô đã tiết kiệm được ít nhất là 3 năm và nhiều triệu đô cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình nhờ thông tin của nhóm Cambridge chuyển cho. Với bê bối do nhóm Cambridge tạo ra, cơ quan tình báo và phản gián của hai nước Anh và Mỹ đã đổ lỗi cho nhau về việc thẩm tra và bổ nhiệm đối tác phối hợp với chiến lược tình báo. Cả hai cùng đã tiến hành nhiều đợt rà soát quan chức chính phủ để tránh những điệp viên tương tự. Tình báo Anh và Mỹ gần một thập kỷ sau đó rất hạn chế trao đổi thông tin. Ở trên, mình cứ nói Ken Gross được xem là thành viên cuối cùng. Tại sao lại như vậy? Vì sau phi vụ Mitrokhin, rất nhiều cuộc điều tra lật lại vụ Cambridge do họ nghi ngờ, và có thể số thành viên thực sự lớn hơn con số 5 rất nhiều. Năm 2015, một thông tin gây chấn động trong giới tình báo khắp thế giới khi Andrew Loney, người dành suốt 30 năm để nghiên cứu về nhóm điệp viên Cambridge, đã chứng minh được Win Friedman, thường được biết đến với biệt danh người nguyên tử, là thành viên thứ 6 của hội này. Điều này làm dấy lên lo ngại có thể vẫn còn rất nhiều người thuộc hội Cambridge vẫn còn hoạt động trên khắp thế giới. Tất nhiên rồi, ai mà biết được chứ, khi mà KGB luôn là một thứ gì đó bí ẩn, và ngay cả phi vụ đào tẩu của Mitrokhin thì vẫn còn rất nhiều thứ chưa được rõ ràng. Đó là những điệp viên nổi tiếng của KGB, ngoài ra còn rất nhiều người khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Một số các tên nổi tiếng khác của KGB có thể kể đến như Gordon Lonsdale, người thành lập một tổ chức tình báo có tên là Portland, hoạt động ngay giữa lòng thủ đô London trong suốt 12 năm. Georges Parquet được ví là Kim Phim Bi của nước Pháp. Ông đã hoạt động trong Bộ Quốc phòng của Pháp và cả quảng trường Dauphine, trụ sở nghiêm ngặt nhất của NATO khi đó tại Paris, trong khoảng thời gian là tới hơn 20 năm. Ngoài những điệp viên gây chấn động, thì thứ khiến KGB nổi tiếng nhất chính là những bài báo. Theo tài liệu từ Vasily, ngoài các tổ chức tình báo, thì các điệp viên của KGB thâm nhập vào các cơ quan báo chí lớn nhỏ của Mỹ và phương Tây. Họ góp tiếng nói mạnh mẽ trong việc phản đối và kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt là sự thành công của cuốn nhật ký Che Guevara đã lay động hàng triệu trái tim yêu hòa bình của nước Mỹ. Các tài liệu cũng cho thấy Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã bị KGB thường xuyên nghe lén. Điều này giúp cho phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có ưu thế rất lớn trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Một điều thú vị nữa đó là KGB cũng thường xuyên đá xéo các nước phương Tây. Cùng mình tìm hiểu một số giả thuyết thú vị nhé. Đầu tiên là hàng chục các thuyết âm mưu về cái chết của Tổng thống Mỹ Kennedy. Nhưng giả thuyết dù đúng dù sai thì 22 tháng 11 vẫn là ngày giỗ của Tổng thống này. KGB cũng phải chịu trách nhiệm khi mà share tin đồn về giám đốc của FBI. Ông này bị đồn là người đồng tính và thường xuyên thổi kèn và đấu súng với đồng nghiệp. Nice. Cuối cùng, tin đồn gây viral nhất đến nay là một chị gái viết văn. Lấy cảm hứng từ lời thì thầm của đá, chị gái này đã viết hẳn một bài văn xuôi nói về việc virus HIV bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của đội Mỹ. Và ngay sau đó, bà chị đã bị FBI bế đi lập tức. Thế nhưng dù đúng hay sai, thì Cora vẫn xuất phát từ Vũ Hán và Sida thì cũng lần đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ. Đấy là thành công. Thế nhưng, người ta nói sai một ly thì đi một dặm. Và như nói ở trên, KGB như Manchester United 2020-2021 vậy. Họ luôn ao chỉnh đối phương trên sân khách với sức mạnh đến từ Rashford, Bruno Fernandes. Thế nhưng hàng thủ trên sân nhà thì toàn những Harry Maguire, hàng loạt các sai lầm trong tin tức tình báo nội bộ là vết nhơ lớn nhất của họ. Đặc biệt là hai cái chết không rõ nguyên nhân và đầy ẩn số của hai vị tổng bí thư Yuri Andropov và Konstantin Chernenko. Nếu ai đó hỏi về thất bại lớn nhất của KGB là gì, thì đó không phải là sự phản bội của Vasily Mitrokhin hay bất kỳ một điệp viên nào, mà đó là việc để cho con chuột chuỗi Gorbachev lên nắm quyền điều hành đất nước. Sau đó là những gì lịch sử đã viết lại. Chương trình cải tổ và những chính sách của ông ta là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và sự giải tán của KGB. Trên đây là video về KGB, là một tổ chức bí ẩn kể từ khi ra đời cho tới khi giải thể, với hàng loạt các phi vụ chấn động. Vậy thì đâu là thành công lớn nhất của KGB? Theo cá nhân người viết bài, thì đó là định hướng và đào tạo cho một chàng trai trẻ có tên là Vladimir Putin, người sẽ khiến nước Nga vĩ đại một lần nữa. Nếu các bạn biết thêm thông tin gì về tổ chức này, hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé.